Hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2023, Hội Ba Đức kết hợp địa phương Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho bốn hoàn cảnh như sau: một là bác Lệ Anh, hai là bác Thu, ba là bác Dân, bốn là bác Tư cùng ở cây mắm Đầm Dơi, với số tiền mỗi hoàn cảnh là 250.000 đồng. Đây là lần giao thứ 19 do nhà tài trợ Bình Minh ở Sài Gòn tài trợ, và trong này có bác Dân bệnh nên không đến nhận thai, nhờ người thân đến nhận thai, và sau đây là lời phát biểu của bốn hoàn cảnh. Cảm ơn.